luân hồi có thật không? Những dấu vết chuyển kiếp thể hiện qua các vết bớt trên cơ thể. Nhớ rõ danh phận gia cảnh trong tiền kiếp. Hay một đứa trẻ nhìn vào tấm ảnh của người bà quá cố, nói rõ về người bà dù chưa từng gặp. Tàn thức của chúng ta chứa đựng thông tin nhiều kiếp sống. Nó ví như một chiếc ổ cứng. Sau khi chết đi, dữ liệu vẫn còn lưu lại. Đời này vì duyên chưa khởi, không chạm tới những mảnh ký ức trong ổ cứng ấy. Tàn thức là thức thứ 8, được xem là thức cơ bản, hay là thức chủ thể, tiếng Phạn gọi là A Lại Gia, tức là cái kho chứa. Bộ não chúng ta 70% là nước, những tế bào thì không ngừng biến chuyển, luôn sinh diệt. Sau mỗi 10 hay 20 năm, những gì có trong não thay đổi hoàn toàn. Thế thì trí nhớ luôn ở đâu? Số lượng thông tin khủng khiếp về ảnh vật, nơi chốn, thời gian, cảm xúc, bộ não không thể đủ bộ nhớ chứa tất cả. Dù có dùng khoa học mổ xẻ cũng không tìm ra nơi và hình ảnh đã chứa. Khi ta nhớ lại một gương mặt, một nơi chốn cách đây vài mươi năm, từng khắc ảnh tượng ấy xuất hiện rất chính xác và rõ ràng ngay trong một sát na. Sát na là đơn vị thời gian nhỏ nhất có thể tính, nhanh hơn cả giây phút rất nhiều lần. Những thông tin này không phải lưu trong bộ não vật lý, chúng được lưu trữ trong tàn thức. Tàn thức còn có những tên gọi khác như A Lại Gia thức, thức chủ thể. Tàn thức là hạt giống trong luân hồi. Hạt giống thì có thiện hay hạt giống bất thiện, nghiệp theo đó mà sinh, từ căn lành hay căn dữ. Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Dù bạn có tin hay không tin về luân hồi thì luân hồi vẫn xảy ra như nước bạn đang uống đang dùng mỗi ngày. Một người hỏi vị linh mục: đạo Phật cho rằng có luân hồi, trong Công giáo có phải chết đi là hết? Xin cha giải thích. Vị cha đáng kính trả lời: trong Công giáo không cho tin vào thuyết luân hồi. Thuyết luân hồi cho rằng tự chúng ta có cơ hội khác để cứu rỗi mình. Giáo hội Công giáo dạy rằng chỉ có một đời để sống, vì phải ý thức mọi việc trong đời này. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô đem lại cứu rỗi cho mọi người mọi nơi. Vì thế thuyết luân hồi từ chối vai trò của Đức Chúa Giêsu, và từ chối thuyết luân hồi vì chính thuyết này mang lại ơn cứu rỗi cho chính mình. Đây là trích đoạn của một video ngắn em vô tình xem. Nếu các vị theo Công giáo nên tin vào Chúa. Người có niềm tin vào tôn giáo là người may mắn, làm lành tránh ác. Bản thân Khải Toàn có những vị gia chủ, có những người bạn theo Công giáo, tất thảy họ là những người thiện lành. Bản thân Khải Toàn có đọc qua Kinh Thánh Tân Ước. Trong Công giáo không cho tin vào thuyết luân hồi. Nếu bạn đã theo Công giáo thì nên giữ đức tin. Người có đức tin làm lành tránh ác. Người không tin gì mới là người đáng sợ, vì họ không tin vào nhân lành quả thiện. Đạo là con đường hướng ta đến điều chân thiện. Giả dụ trong chương 6 Kinh Thánh Tân Ước có đoạn: khi làm việc thiện lành, làm việc phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống. Khi bố thí, đừng cho tay trái biết tay phải đang làm. Điều này không khác với kinh Phật và hạnh của Đức Quán Thế Âm: từ bi, khiêm cung, thàm việc làm gì tốt, không nên phô trương. Bạn có thể đọc qua sách Hành Trình Một Linh Hồn. Sách này là thuyết luân hồi của phương Tây, đề cập về những việc rất khó tin. Tin hay không phải từ trong tâm ý của mỗi người. Niềm tin của con người xuất phát từ bên trong, không thể gượng ép. Hải Toàn có một cô gia chủ tên Vi, sinh năm 90. Từ nhỏ được bà ngoại thường xuyên dẫn đi lễ nhà thờ. Nhà theo đạo gốc, cô là người có đức tin với Chúa. Khi lập gia đình, anh chồng vốn là người không theo tôn giáo gì cả, cho đến sau này xảy ra những việc rất khó tin. Cô chia sẻ, có một lần cách một ngày, một hôm thi, anh chồng bệnh không khỏe, nói không ra hơi. Mà đây là một cuộc thi hát vòng chung kết của đài truyền hình.
Hôm ấy cô đã mất nhiều giờ cầu nguyện. Đến hôm sau, anh chồng gần như khỏe hẳn, sau đó đã đạt giải quán quân của cuộc thi. Đó không phải là lần đầu xảy ra phép màu. Trong nhiều năm xem phong thủy, Khải Toàn luôn thẳng thắn nói rằng tất cả những người có niềm tin chân thiện vào tôn giáo đều là người may mắn. Luân hồi là một thuyết của nhà Phật. Mỗi người sau khi chết đi sẽ được tái sinh, tùy thuộc vào những nghiệp quả trong tiền kiếp. Luân hồi đề cập đến mức độ mật thiết đến nhân quả, cho rằng mỗi hành động trong tiền kiếp thiện hay ác sẽ nhận lại ở kiếp sống sau. Để biết được quả của mình thiện hay ác ở kiếp trước, theo quan niệm của Phật giáo có thể dựa trên phước duyên ở kiếp sống hiện tại. Tuy nhiên, trong nhà Phật, việc truy tìm quá khứ không phải là điều cốt yếu, mà điều quan trọng nhất là sống với hiện tại, tu dưỡng tâm thân, làm lành tránh ác thông qua ngũ giới hay thập thiện. Bất luận bạn theo đạo nào, đều có thể nghiên cứu kinh Phật giáo. Đức Phật từ thời xưa thuyết pháp cho chúng sinh, Ngài không khuyến khích họ bỏ đạo để theo Ngài. Bản thân Khải Toàn không xem Phật giáo là đạo, mà xem Phật pháp là con đường giác ngộ. Chính vì thế dành nhiều thời gian nghiên cứu kinh điển giáo pháp, để tâm ý của mình chuyển mê thành giác. Bất luận bạn theo đạo nào, niềm tin vào chính mình mới là điều quan trọng nhất. Niềm tin ấy nó có thể xoay chuyển mọi vận mệnh. Dù bạn có tin hay không vào luân hồi thì luân hồi vẫn luôn xảy ra, như nước bạn đang uống, như thức ăn bạn ăn của mỗi ngày. Giả dụ các vị có mang đến cho em 10 hay 100 ngày tháng năm giờ sinh của những người thân trong gia đình, Khải Toàn có thể nói về cuộc đời của họ dù chưa từng gặp. Bất kỳ người thầy thuộc số nào có kinh nghiệm đều có thể luận đoán tính cách của một con người rất dễ dàng. Vì sao mệnh có tiền bạc, có công danh, người khác thì lại không? Vì thông qua nhân quả ba đời. Mệnh của bạn là bạn tự tạo thành, không ai có thể can thiệp vào. Trồng hạt cam sẽ ra trái cam là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Vòng luân hồi hay nhân quả không phải do Đức Phật phát minh, đó là quy luật của vũ trụ. Ngài thấy được và chỉ dạy cho chúng ta. Ví như định luật hấp dẫn quả táo rơi, ông Newton chỉ phát hiện ra lực hấp dẫn khi quả táo rơi từ trên cây xuống đất. Đức Phật hay Phật Đà, Ngài thiền định để giác ngộ, dùng trí huệ để giảng dạy mọi sự việc. Giả dụ trong kinh Phật ghi rằng trong hạt cát, trong ly nước có tam thiên đại thiên thế giới. Ngay mãi sau này khoa học mới ghi nhận trong nước có nhiều vi trùng. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có những nơi rất quen thuộc dù chưa từng tới? Vì sao có những người rất thân quen dù chưa từng gặp? Có thể bạn với họ hay nơi ấy đã kết duyên từ vô lượng kiếp. Những chủng tử ấy còn lưu lại trong tàng thức, tức thức thứ 8. Tàng thức là cái kho, là nơi chứa. Tàng thức là thức thứ 8, tiếng Phạn gọi là A Lại Gia. Nó ví như một nơi chứa đựng thông tin nhiều kiếp sống. A Lại Gia thức này nó nằm yên một chỗ, cũng như ổ cứng vật lý chứa đựng những thông tin. Không đủ duyên thì những thông tin ấy vẫn còn nằm yên nguyên. Đến khi gặp cảnh duyên sinh, thông tin trong tàng thức sẽ được lấy ra. Câu chuyện về luân hồi gần nhất Khải Toàn nghe được từ một cô gia chủ tên là Xuyến. Cô kể rằng người nhà cô ở quê trước kia, anh chị có một bé trai 3 tuổi. Một hôm nọ, ngồi trên xe còn nổ máy, đã rồ ga, tông vào tường và mất đi. Sự việc thật đau buồn. Do ông bà dặn phải chôn cất xa nhà, cách nhà vài km. Một thời gian ngắn sau, trong giấc mơ, đứa bé ấy báo mộng cho mẹ. Em kể với mọi người ở cõi âm, em kể rằng trên này vui lắm, con phải lên lại đây. Thế là vài tháng sau, người mẹ mang thai và sinh nở được một người con trai, dung mạo không khác nhiều với người con trước kia. Thông thường khi nghe câu chuyện này quả là đáng sợ. Tuy nhiên, với những vị hiểu về luân hồi và có nghiên cứu cả kinh điển, đây là một sự việc theo nghiệp duyên.
Nhà Phật cho rằng con cái cha mẹ là những người trải qua với chúng ta từ đời này đều thuộc bốn duyên: trả nợ, đòi nợ, báo ân, báo oán. Không có bốn duyên ấy sẽ không cộng nghiệp cùng nhau ở đời này. Khải Toàn đáp với cô gia chủ: khi sinh một đứa con trước 20 tuổi, chúng chỉ có làm cho ta phiền não, làm cho ta đầu tắt mặt tối lo cho chúng. Ở tuổi dưới 20 đến để đòi nợ, làm gì mà để báo ân hay trả nợ? Nếu một người con ra đi trước 20 tuổi, tức là bạn đã trả xong nợ cho chúng. Chúng ra đi về với cõi bên kia mới là nhà, đây chỉ là cõi tạm. Trường hợp trên, báo mộng đầu thai làm con của anh chị cô lần nữa, tức là nghiệp duyên vẫn còn. Luân hồi của con người qua nhiều kiếp sống có vẻ mơ hồ, nhất là với những bạn chưa trải qua những chuyện khó tin. Nói gần hơn, nước ta đang uống, uống xong thải ra, nước thẩm thấu qua đất ra sông ra biển. Sau đó bốc hơi lên trời, rồi thành mây thành mưa, rơi lại xuống đất, trải qua bao quy trình thanh lọc, trở thành nước lọc, rồi ta lại dùng lại uống. Nước luân hồi qua ba thể, đủ duyên đủ lạnh thì là thể rắn, là nước đá, tan chảy là thể lỏng, nước nóng bốc hơi là thể khí, cứ như thế mà luân hồi. Luân hồi có thật hay không? Trước đây thì em hoàn toàn không tin, bây giờ sao lại là tin? Xưa kia bản thân em là người vô đạo, vì thế cũng chẳng tin vào luân hồi hay tin vào nhân quả. Hoàn toàn sống với vẻ tự nhiên, sống với sáu thức tự nhiên, sáu thức cơ bản của con người, cuộc sống ngày ngày càng bế tắc, vận hạn kém càng kém hơn. Khi chẳng tin vào nhân quả, sẽ không làm lành tránh ác. Từ trường, từ khẩu, từ thân, từ ý, toàn là tiêu cực. Làm sao gặp được bậc thiện tri thức? Khi ấy, thà có một tôn giáo, một con đường, hơn là không tin gì cả. Luân hồi xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống, trong cơ thể, trong tế bào da của ta. Cả một đời người có 7 lần da thay đổi hoàn toàn. Nếu không có những sự tái tạo sinh học này, ta không thể sống nổi trên trái đất này. Hành trình một linh hồn là một quyển sách về thuyết luân hồi của phương Tây. Bạn sẽ có những trải nghiệm khá thú vị khi xem đầu sách này. Trong cơ thể hay tiềm thức của mỗi người, bạn đã từng thấy khó chịu với một cảnh tượng nào đó, hay khó chịu khi nghe một âm thanh nào đó, thậm chí trên cơ thể của chính mình, một cảm giác khó tả ở một nơi cố định không thể giải thích nổi. Ví dụ, case số 16 của tiến sĩ Michael Newton, một người thường xuyên đau một bên đầu, cá tính cô vô cùng mạnh mẽ dù là nữ giới. Trong thiên thâu niên trở về ba kiếp sống gần nhất, cô đều là nam giới. Ở kiếp sống gần nhất, cô đã tự vẫn bằng cách bắn vào bên đầu của mình. Chính là hành động ấy lưu lại trong tàn thức, để kiếp sống hiện tại có vấn đề về đau một bên đầu, dù đi khám xét nghiệm y khoa không tìm được lý do thỏa đáng. Luân hồi có thật không? Bạn tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tuy nhiên bạn nên biết, tâm ý con người là gốc, là bộ vi xử lý cơ thể này. Tâm thiện sẽ sinh ra từ trường thiện lành, kết nối với những người cùng tần số. Để tâm thiện cần giáo pháp, cần tu dưỡng tâm tánh. Không tự nhiên mà tâm lại thiện. Không những thế, tâm rất dễ bị nhiễm ô bởi bao cám dỗ, bởi sáu thức. Thức thứ 8 là A lại gia thức, hay còn gọi là tàn thức, là cái kho chứa đựng căn tánh của con người. Chứa đựng căn tánh của con người qua nhiều kiếp trong luân hồi. Các bạn có thể dành ít thời gian tìm hiểu về tám thức, hay là tìm hiểu A lại gia thức. Dù đây là kiến thức Phật học không dễ thấu đạt. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.